Vâng, kính thưa quý vị, thì nay Châu Phú đã trao những phần tiền của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú để giúp cho cái hộ này rất là khó khăn quý vị. Và qua video này anh có lời nào nói với quý mạnh thường quân không anh? Dạ, em cũng cảm ơn quý mạnh thường quân giúp đỡ cha con em có tiền để lo bệnh cho nó, mua thuốc men đồ vô cho cháu cho nó khỏe. Dạ. Cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi, con ơi, con có lời nào nói với quý mạnh thường quân không con? Con cũng xin cảm ơn cô chú nghèo đã giúp cho con đó, nó đã giúp cho con rồi. Rồi thôi được rồi, vậy đi con, rồi gắng nghỉ ngơi. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà của một em trai. Hiện giờ em trai đó đang bị bệnh thận thời kỳ cuối quý vị. Hiện giờ đang chạy thận và không có tiền quý vị, nên Châu Phú nhận được cuộc gọi để cầu cứu. Thì nay Châu Phú đi đến nhà để thăm. Vừa đến nhà thì Châu Phú làm cái lời chào để mời quý vị và các bạn có thể đồng hành cùng Châu Phú để vào thăm em trai đó nhé quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì trước mắt nhà của em trai đó là ở đây. Hiện giờ Châu Phú đi gấp quá, mới vừa đi tới. Thì khi mà Châu Phú hỏi thì được biết là cái nhà này là của công ty Mai Đức Thành đã cắt cho gia đình này nha quý vị. Vì gia đình này thì cũng gặp khó khăn và nghèo, thì được công ty Mai Đức Thành tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cắt quý vị. Vâng, em chào anh nhé. Em chào anh. Dạ. Ô, chào em trai. Thưa anh, thì hôm nay em nhận được cái cuộc gọi á, thì để mà cầu cứu, cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng á, thì hôm nay em đến đây để em trước thì thăm anh, thì sau đó trước thì thăm anh và em trai, sau đó cũng có hỗ trợ cho anh một phần nào đó để vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Dạ thì anh có thể là đọc cái địa chỉ ở đây không anh, để cho bà con có thể giúp đỡ cho mình qua cái địa chỉ và số điện thoại của mình tại đây luôn nhé. Ở đây thì khóm Thái Hòa, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Số nhà thì 37, tổ 21. Số điện thoại mấy anh? Số điện thoại là 0869 204919. Đọc lại cái nữa lớn lên nè. Số điện thoại là 0869 204919. Rồi. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ em đang bệnh như thế này. Thì Châu Phú đi đến đây để quay lại cho quý vị xem toàn cảnh gì đó. Thì qua đây anh có thể là chia sẻ em bệnh sao anh? Lúc nó bình thường cũng đi học rồi nghỉ học cái đi nghèo đó, rồi đi làm tiếp vô nhà xưởng tiền chế đó. Rồi phát bệnh ra cái là giai đoạn 3, nhập viện rồi cái về cái tuần lễ lên nhập viện lại nữa là giai đoạn cuối chạy thận. Năm nay nó 2 năm mấy rồi. Rồi chị? Chị mẹ nó cũng lúc trước cũng bị thận nữa. Là chị cũng bị thận nữa hả? Mẹ nó bị thận chết hôm nay cũng mấy năm rồi, cậu nó mẹ nó chết năm trước năm sau, tới cậu nó cũng bị thận chết luôn. Vậy là cái này cũng như là gen ha anh? Di truyền. Gen di truyền rồi, vậy là chị đây. Dạ mô Phật, cho em quay chị để em kêu gọi quý mạnh thần quân có thể giúp đỡ cho con chị ha. Dạ. Thì ở đây anh đạo Phật bên Phật giáo Hòa Hảo ha anh? Dạ, Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Cũng nhà của công ty Đức Thành đó tại chợ. Dạ. Con vậy kính thưa quý vị, thì có cô nãy sớm thì mời quý vị và các bạn có thể nghe cô nói chuyện đôi lời nha quý vị. Dạ con chào cô. Dạ. Cô làm ơn cho hỏi cái hộ ở đây gì là cô thấy hoàn cảnh sao con? Hoàn cảnh nó nghèo còn chết. Vậy ha con. Dạ ở đây thì anh và em đồ lúc trước tới giờ thì lo làm ăn không con? Lo làm ăn đó. Vậy ha. Dạ. Cô ở gần đây không? Cô nè, sát bên nè. Vậy ha, cô sát bên đây ha, cô ha. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ. Nó từng lễ đi chạy mấy lần. Dạ, thì bởi vậy thấy yếu quá nè. Thì hiện giờ là anh đang làm gì anh?
cũng rảnh thì chạy xe em đơm đó, rồi cũng lên bệnh viện chở cũng người bệnh thận chung nè, sáng đi rước ta rồi chở xuống chạy thận là về là được 80 ngàn, tuần chạy được 2 lần rồi. Vậy ha, tuần là chạy cũng mấy người bệnh thận vậy hả? Rồi rảnh thì về nhà Văn Lứ, nãy giờ đi Văn Lứ mới về. À, vậy là đi Văn Lứ bắt cá, xuống cá hai cho con để hai cha con ăn ha. À, bây giờ em ăn uống đồ được không? Cũng được mà ít. Ăn được mà ăn ít ha. Bây giờ thì em đang bệnh gì á thì em có thể em cố gắng em niệm Phật nha em. Dạ. Niệm Phật hoài nha. Dạ. Thì anh làm cái video này nè thì anh có thể anh kêu gọi để bà con có thể cho mình thật là nhiều tiền để mà mình trị bệnh nha em. Dạ. Ừ. Quý vị thấy thương lắm quý vị. Da đồ này kia đen hết trơn ta. Cái bắp tay nó để hai cái máy cho nó đó chú. Dạ. Hai cái máy đặt vô trong cái tay này đó. Anh gò vô rồi nó gò vô nó chạy ù ù vậy. Trời ơi, ghê vậy. Ủa ta sao nó chạy ẹt ẹt. Đẩy gò chỗ đó nó ù ù máy. Ủa vậy là cái máy đặt vô đây hả? Đó, nó gò vô là rồi nó chạy ù ù vậy là máy chạy. Máy chạy đó. À vậy ha, là chạy xuyên suốt vậy đó hả? Xuyên suốt đó. Trời ơi, nó mà hư cái là đổi tay là tốn mấy triệu bạc nữa. Vậy đó hả? Đâu cho nó làm gì đâu, không cầm nặng nữa. Ờ em đâu biết đâu hả? Nó đâu có làm gì được. Hàng chi em nó đi còn không xong nữa. Hàng chi em thấy là cái tay ai cũng bị u lên cục vậy chứ. Dạ nó còn dạ nó bị tràn dịch phổi, tràn dịch màng tim nữa. Vậy đó ha. Phải vô đạm cho nó đặng nó rút ra chứ không ngồi đâm á. Đâm thằng của nó đã biến chứng á. Trời ơi thương quá vậy. Nó bị suy tim bây giờ, suy tim nặng. Rồi Tết giờ mua không là mười mấy triệu tiền. Trời. Tết giờ tiền ở đâu ra? Nhờ Tết á, mấy chú đầu này nọ lì xì đầu đó rồi để dành lại mua thuốc. Rồi hiện giờ anh có thiếu nợ ai không? Có. Vậy ha, thiếu khoảng bao nhiêu? Có 4 triệu à. 4 triệu ha. Là anh đang thiếu 4 triệu. Đây là một hoàn cảnh khá đặc biệt nha quý vị. Bây giờ Châu Phú xin tạm dừng video tại đây để Châu Phú soạn tiền ra của quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho em. Và anh coi... Ờ, vậy anh quay giùm em hết xu anh. Ơi vậy à. Em xong tiền đi. Dạ. Anh qua quay lên cho. Rồi. Rồi, ok. Chào. Rồi, cho em số 8 nè. Em tên gì anh? Tính, gọi Văn Tính. Tính phải không? Văn Tính. Trăm đô đi. Rồi. 100 đô. Còn 3.7 triệu. 3.7 triệu chị Nguyễn Kim. Gửi cho 700 này luôn đi. Trừ 700 Tính Thận. Rồi chú Minh La. Chú Minh La còn ở đây 100 đô hồi hướng cho mẹ. Còn 900 900 ngàn của chú Minh La này cho luôn. 900 luôn. Thận. Rồi. Rồi vậy thì thưa anh thì hôm nay á, là em đến đây trước thì thăm anh và cháu ha, cũng như kêu anh kêu bằng cháu đây ha. Thì sau đó thì em có nhận được cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân đã trao cho em, có thể gặp những cái hoàn cảnh mà khó khăn đó. Em có thể em giúp đỡ. Thì qua đây Châu Phú thấy cái hoàn cảnh này rất là đặc biệt quý vị, vì anh chạy chọt tiền để mượn để trị cho cháu là còn đang thiếu 4 triệu quý vị. Châu Phú làm cái video này để kêu gọi mọi người có thể giúp đỡ cho cháu nó trị bệnh để vượt qua cái căn bệnh hiểm nghèo như thế này quý vị. Thì người đầu tiên á là chị Thủy Châu đã gửi cho em làm 46.600.000. Thì em cho đã 40
43.042.000 này. Nay còn 3.558.000. Thôi em gửi cho anh 3.558.000 luôn đi. Em cho giúp đi. Dạ. Dạ, dạ chị Thủy Châu. Cảm ơn. 3.558.000. Đây là 3.560.000. Ha. Dạ. Là một là chị Thủy Châu. À, thưa chị, thì cái hoàn cảnh của anh á và cháu á, thấy rất là khó khăn chị. Thì nay tiền của chị á, cái phần mà chị gửi cho em á, cái phần đầu tiên đó là 46.600.000, em đã trừ là còn lại 3.558.000, thì nay em gửi cho cháu luôn nha chị, là giúp cái khoản đầu tiên là chị đã gửi cho em. Thì, em cũng chúc chị có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn nha chị. Thì em xóa sổ luôn. Đó. Người thứ hai, hai lộng cộng quý vị, tại vì cái sổ này sổ cuối. Người thứ hai là chị Nguyễn Kim, đã gửi cho Châu Phú là 500 đô. Thì Châu Phú cho tổng cộng hết trơn, thì trừ hết thì còn lại 3.700.000 quý vị. Nay Châu Phú chích ra 700.000 để cho em luôn. 700.000 anh ơi. Bảy trăm của chị Nguyễn Kim. Dạ, cảm ơn. Dạ. Vậy là trừ 700.000. Vậy là của chị Nguyễn Kim còn lại 3.000.000. Châu Phú cũng chúc chị có thật nhiều sức khỏe nha chị. Kế tiếp là chú Minh La. Chú Minh La. Thì chú Minh La còn lại là 900.000. Nay con cho em 900 luôn nha chú. Và 300 đô chú gửi sao con chưa sử dụng, thì nay con xin phép gửi là cho em 900.000 luôn. Là giúp cái đầu tiên, còn 300 đô sau chừng nữa con sẽ giúp những hộ sau nha chú. Dạ. Đây vậy là anh Tháo là em chăm. Dạ. Rồi ha. Cảm ơn. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay Châu Phú đã trao những phần tiền của Quý Mạnh Thường Quân đã gửi cho Châu Phú để giúp cho cái hộ này rất là khó khăn quý vị. Và qua video này anh có lời nào nói với Quý Mạnh Thường Quân không anh? Dạ, em cũng cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cha con em có tiền nặng lo bệnh cho nó, mua thuốc men đồ vô cho cháu cho nó khỏe. Dạ, 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 dạ. Cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi, con ơi, con có lời nào nói với Quý Mạnh Thường Quân không con? Con cũng xin cảm ơn cô chú nghèo. Đã giúp cho con á. Nó đã giúp cho con. Rồi. Rồi thôi được rồi, vậy đi con. Rồi, rồi gắng nghỉ ngơi nha con. Rồi rồi mô Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua cái video này Châu Phú cũng không quên chúc tất cả quý vị và các bạn và tất cả Quý Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, mô Phật. Con cắt đi. Đưa nó tiền đưa cho nó cắt nó giữ.